Khán giả cùng đến với chương trình Siêu thị may mắn. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Cát Tiên Sa phối hợp thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Emco, kem xóa nếp nhăn của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là một kỳ nghỉ cuối tuần của chúng ta chuẩn bị trôi qua rồi đúng không nào? Chắc hẳn quý vị đã có rất nhiều niềm vui và bây giờ thì chúng ta sẽ còn thêm nhiều niềm vui nữa khi cùng đến với chương trình Siêu thị may mắn. Khi tham gia chương trình, người chơi sẽ có cơ hội để nhận những phần quà cực kỳ đặc biệt. Đó là những sản phẩm được cung cấp bởi siêu thị điện máy Hòa Bình. Đây là siêu thị chuyên cung cấp những sản phẩm điện lạnh nhập khẩu từ Malaysia với thương hiệu Alaska ở 42 Võ Văn Tần, quận 3. Một trong những sản phẩm được yêu thích của siêu thị là tủ làm mát Alaska kiểu dáng hiện đại, block máy chất lượng cao, hàng nhập nguyên chiếc. Và ngoài ra thì cũng có thể cơ hội dành cho quý vị giải thưởng đặc biệt sẽ là một bộ massage và thẩm mỹ trị giá gần 20 triệu đồng. Giải thưởng hấp dẫn thật. Và hơn thế nữa, đó là những niềm vui. Và bây giờ chúng ta cùng chào đón 10 thí sinh may mắn của chương trình Siêu thị may mắn. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta đã nhìn thấy 10 gương mặt tươi cười. Họ rất may mắn trở thành thí sinh của chương trình Siêu thị may mắn ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời 10 thí sinh hãy cùng ghé thăm siêu thị của chúng tôi. Hãy lựa chọn những sản phẩm mà chúng ta yêu thích. Đây sẽ là những dấu hiệu may mắn dành cho mọi người. Xin mời các bạn. Hàng hóa trong siêu thị may mắn vô cùng phong phú. Hãy lựa chọn cho mình những sản phẩm mà chúng ta ưng ý nhé. Móng tay hay là kem cắt móng tay của Kim Nghĩa, hay là những sản phẩm của OPV, những chai thuốc bổ cho sức khỏe. Các thí sinh của chúng ta đã lựa chọn được những sản phẩm mà họ yêu thích. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta cùng ngồi xuống những chiếc bàn ghế rất dễ thương mà siêu thị nội thất Phố Sinh đã cung cấp cho chương trình. Xin mời mọi người. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào vòng thi đầu tiên có tên gọi Ai Mua Tài Thế. Và những thí sinh nào sẽ tham gia vòng thi này, chúng ta sẽ cùng theo dõi lên màn hình, cùng chọn ra 3 thí sinh. Xin chúc mừng thí sinh có sản phẩm của công ty Lý Phú Vinh, máy tính tiền Lý Phú Vinh. Xin chúc mừng. Và thí sinh thứ hai sẽ có sản phẩm nào đây? Xin chúc mừng thí sinh có sản phẩm kem Nghĩa. Và thí sinh thứ ba sẽ góp mặt trong vòng thi này, đó là
Xin chúc mừng thí sinh có sản phẩm của thực phẩm khô Tuyền Ký. Xin mời ba thí sinh chúng ta cùng bước về vị trí của người chơi. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau làm quen với ba thí sinh đầu tiên của cuộc thi ngày hôm nay. Xin mời bạn hãy giới thiệu về mình. Xin chào Quốc Bình. Xin chào tất cả các bạn đã có mặt tại nhà thi đấu Nguyễn Du. Tôi tên là Nguyễn Thị Nhật Phượng, hiện đang công tác tại Trung tâm Văn hóa của 12. Và tôi rất vui, cũng rất là may mắn khi được chương trình mời đến dự tham gia chương trình siêu thị may mắn. Và đây cũng là những phần may mắn mà các em của tôi đã dành cho tôi. Tôi rất mong quý vị cùng cổ vũ cho tôi và hai người cùng chơi. Xin cảm ơn. Bây giờ thì xin mời chị hãy giới thiệu về mình. Kính chào quý vị khán giả. Kính chào MC Quốc Bình. Hôm nay tôi rất vui khi tham dự chương trình này. Tôi tên là Hà Thị Hoa Phượng, tôi đến từ quận Tân Phú. Tôi hiện đang công tác tại doanh nghiệp tư nhân Trà Hoàng Nhung. Tôi rất may mắn tham dự chương trình này. Vì vậy tôi rất mong sự cổ vũ của quý vị dành cho tôi và hai người bạn cùng chơi. Chắc chắn là thí sinh nào đến với siêu thị may mắn cũng nhận được rất nhiều sự cổ vũ của khán giả rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau làm quen với thí sinh thứ ba của chương trình. Xin chào quý vị khán giả, xin chào MC Quốc Bình. Tôi tên là Nguyễn Hoàng, đến từ công ty NTN. Hôm nay tôi rất may mắn được tham gia chương trình siêu thị may mắn. Mong quý vị cổ vũ cho tôi và các bạn cùng chơi. Bây giờ thì ba thí sinh của chúng ta sẽ cùng nhau bước vào vòng thi có tên gọi Ai Mua Tài Thế. Ở vòng thi này, các thí sinh sẽ được ban tổ chức tặng trước 1.000 điểm tương với 1 triệu đồng. Các bạn hãy dùng số tiền này để mua hàng hóa trong siêu thị may mắn, hàng hóa cực kỳ phong phú. Các bạn hãy lựa chọn trong cả 3 kệ hàng sao cho đúng trong phạm vi 1 triệu đồng. Và chúng tôi chấp nhận sai số cộng trừ 5%. Nếu đúng trong phạm vi cho phép, các bạn sẽ được giữ nguyên số điểm và nhận nguyên xe hàng. Còn nếu như vượt khỏi phạm vi cho phép thì các bạn sẽ bị trừ mất một nửa số điểm và dĩ nhiên sẽ không có xe hàng rồi. Và người nào có mức sai số thấp nhất đó sẽ là người chiến thắng để bước vào vòng trong của chương trình. Luật của trò chơi rất đơn giản thôi. Bây giờ thì xin mời các thí sinh chúng ta cùng bước vào vị trí của mình. Gối Vạn Thành sản xuất 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên theo công nghệ Đức, khử mùi hoàn toàn, không bị xẹp lún. Sản phẩm nước tương nấm chay của Âu Lạc được chiết xuất từ đạm đậu nành rau củ và gia vị chay, đặc biệt không có chất 3-MCPD gây ung thư. Emco, kem xóa vết nhăn và thâm quầng mắt, bào chế bằng tinh chất từ sữa và những tinh chất kết từ dược thảo, giữ được nét trẻ trung và tươi sáng cho khuôn mặt. Nguyên liệu ngoại nhập, sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Kềm Nghĩa, sản phẩm làm bằng inox và thép chuyên dụng, đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ. Tidol gói bột pha uống, hạ sốt nhanh cho trẻ em trong các trường hợp sốt do chích ngừa hay mọc răng sau khi cắt amidam, viêm họng, với hương vị trái đào giúp các bé dễ dàng uống thuốc. Sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn của bác sĩ. Máy tính tiền điện tử Lý Phú Vinh, thương hiệu hàng đầu Việt Nam. Xưởng hấp xi bóng kim hằng được sản xuất bằng nhôm hợp kim tinh chất tiêu chuẩn Hoa Kỳ, chịu nhiệt và truyền dẫn nhiệt tốt, kiểu dáng hiện đại, tay nắm mới lạ. Sản phẩm 10 năm liền đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. Gel tạo nếp tóc Pháp với công thức cải tiến giúp ngăn ngừa gầu, tái tạo sức sống và tăng độ khỏe của tóc, tạo kiểu tóc cứng, giữ nếp tóc hoàn hảo suốt cả ngày và trong mọi thời tiết, giúp thể hiện phong cách tự tin. Sản phẩm do công ty Henken Việt Nam phân phối. Cặp sách, túi sách Miti sử dụng nguyên vật liệu nhẹ, không mùi, không thấm nước, không độc hại. Lưng đệm mút êm, có rãnh thoát mồ hôi. Quai đeo chắc chắn, có nhiều ngăn tiện dụng. Được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao. Sữa dinh dưỡng Classmate hỗ trợ trí não, giúp tăng cường khả năng tập trung, cải thiện trí nhớ, tăng sức đề kháng, chống suy nhược thần kinh, giúp tỉnh táo. Sản phẩm dành cho học sinh trung học, giúp bạn có đủ sức khỏe và tự tin để học tốt hơn. Tả giấy Pet Pet được nhập khẩu từ Malaysia và sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 với chất liệu chính là hạt siêu thấm và vải không dệt, giúp luôn khô thoáng, vi ngon ai cũng thích. Sản phẩm của Vi Phong với sợi mì thật dai, hương vị thơm ngon, đậm đà, phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam.
với 3 hương vị đặc trưng: mì gà, mì tôm chua cay, mì bò rau thơm. Các bạn đã thấy hàng hóa trong siêu thị may mắn thật phong phú đúng không nào? Bây giờ còn chần chừ gì nữa nhỉ? Hãy bước vào siêu thị ngay và mua sắm cho mình trong vòng 1 triệu đồng. 1, 2, 3, bắt đầu! Hãy lựa chọn và bỏ vào trong thùng của mình khi mà đầy giỏ chúng ta hãy cho vào xe của mình. Và nhớ là lấy trên cả 3 kệ mới được tính tiền. Vâng, quý vị khán giả hoàn toàn có thể hướng dẫn xem người chơi nên lấy sản phẩm nào. Nhanh lên, chúng ta chỉ có 2 phút thôi. Thêm một chiếc gối nữa. Thời gian sắp hết rồi, nhanh lên nào. Lấy đủ hay chưa, còn cần gì nữa không? Nữa hay không nào, sắp hết rồi. Kiểm tra lại một lần cuối. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tính tiền cho phần đi mua sắm của các thí sinh. Rất là may tôi đã có chiếc máy tính tiền điện tử do công ty Lý Phú Vinh cung cấp nên công việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đầu tiên là số hàng hóa mà bạn Nhật Phượng đã mua: 3 lốc nước tăng lực của Bidrico 81.000 đồng, 3 bánh Funderpie 60.000 đồng, 1 bánh Funderpie 24.000 đồng, 1 kem xóa nếp nhăn của Emco 115.000 đồng, 4 khô bò Tuyền Ký 189.200 đồng, 1 mì tôm Vingon 45.000 đồng, 4 lẩu Fisco lẩu thứ thiệt 116.800 đồng, 1 mật ong Việt Honey 31.000 đồng, 1 gối Vạn Thành 209.000 đồng. Nhật Phượng thân mến, bạn có nghĩ rằng mình sẽ là người may mắn không? Mình cũng hy vọng. Hy vọng và thử xem tổng số tiền mà bạn đã sử dụng là 871.000 đồng. Rất đáng tiếc. Chưa đúng trong phạm vi cho phép, như vậy xe hàng chưa thuộc với bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tính tiền cho phần đi mua sắm của chị Hoa Phượng. Chị Hoa Phượng đã mua rất nhiều hàng hóa và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tính tiền cho phần đi mua sắm của chị Hoa Phượng. Đầu tiên là một chai mật ong Việt Honey 31.000 đồng, 5 cá nục sốt cà chay của thực phẩm chay Âu Lạc 35.000 đồng, 6 nước uống tăng lực của Bidrico 27.000 đồng, 2 kem xóa nếp nhăn Emco 230.000 đồng, 1 thùng mì tôm Vingon của Vifong 45.000 đồng, 2 kềm nghĩa kéo 70.000 đồng, 1 kềm nghĩa 29.000 đồng, 1 kềm nghĩa nữa 37.000 đồng, 2 bò khô Tuyền Ký 59.400, 3 lẩu Fisco lẩu thứ thiệt 87.600 đồng, 1 bịch khô mực Tuyền Ký 25.000 đồng, 1 bò khô Tuyền Ký 47.000 đồng, 2 gối cao su Vạn Thành 418.000 đồng. Tổng số tiền mà chị đã sử dụng là 1.141.900 đồng. Sai quá trời luôn. Bây giờ chúng ta cùng nhau tính tiền cho phần mua sắm của anh Nguyễn Hoàng. Anh đã mua rất nhiều kềm nghĩa, 7 hộp kềm nghĩa 665.000 đồng, 1 bộ bóp kềm nghĩa 210.000 đồng, 1 kềm cắt da 29.000 đồng, 2 kéo tỉa 70.000 đồng, 3 lốc trà bí đao Bidrico 72.000 đồng, 1 thùng mì tôm Vingon của Vifong 45.000 đồng. Số tiền của anh sử dụng là 1.091.000 đồng. Như vậy là anh đã vượt qua phạm vi cho phép và số hàng này cũng không thuộc về anh rồi, rất đáng tiếc đúng không? Sau phần thi này, các thí sinh của chúng ta đã có những kết quả như sau. Bạn Nhật Phượng đã sử dụng hết 871.000 đồng. Chị Hoa Phượng sử dụng hết 1.141.900 đồng. Và bạn Nguyễn Hoàng sử dụng hết 1.091.000 đồng. Cả 3 thí sinh đều vượt khỏi phạm vi cho phép. Chính vì vậy, cả 3 thí sinh đã bị trừ mất một nửa số điểm tặng trước. Giải thưởng dành cho cả 3 thí sinh tương ứng là 500.000 đồng. Và ngoài ra, 3 thí sinh còn nhận được phần quà của đơn vị tài trợ. Đó là những sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Và bạn Nguyễn Hoàng với mức sai số thấp nhất đã là người chiến thắng có mặt ở vòng thi tiếp theo. Xin chúc mừng bạn Nguyễn Hoàng. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta hãy cùng nhau đến với phần trò chơi dành cho khán giả truyền hình của chương trình Siêu Thị May Mắn. Như thường lệ sẽ là phần công bố đáp án và kết quả trong câu hỏi của tuần vừa rồi. Ở Cần Thơ, có một người phụ nữ giờ đây đã trở nên rất nổi tiếng. Trong thời gian vừa qua, bà đã sang Mỹ và tham gia một lễ hội ẩm thực.
ở nơi đây bà đã đổ bánh xèo cũng như làm những món ăn Việt Nam khác để giới thiệu với bạn bè quốc tế về ẩm thực Việt Nam. Và đó chính là bà Mười Xiềm. Giờ đây cái tên Mười Xiềm đã trở nên vô cùng quen thuộc với những người dân ở Cần Thơ nói riêng và ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như Nam Bộ nói chung. Đó chính là thương hiệu bánh xèo Mười Xiềm ở Cần Thơ. Và những ai đã chọn đáp án này trong câu hỏi của tuần vừa rồi đã là đáp án chính xác. Trong tuần vừa qua có 4.246 khán giả gọi về cho chương trình, trong đó có 2.975 khán giả đưa ra câu trả lời chính xác với con số dự đoán cực kỳ chính xác là 2.975 và gọi về vào lúc 20:25 của ngày 19 tháng 8 đã giúp cho chủ nhân của số điện thoại 0909651619 đã trở thành người chiến thắng. Và chúng tôi cũng đã liên lạc được với chủ nhân của số điện thoại này. Và bây giờ thì chủ nhân của số điện thoại này đang có mặt tại đây để cùng gặp gỡ với tất cả quý vị khán giả. Xin chào bạn. Bạn hãy giới thiệu với khán giả về mình. Dạ, em tên Thảo. Em tên Thảo, hiện là sinh viên trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng là nhân viên của Metro Sun. Bạn Thảo thân mến, bạn có thường tham gia chương trình siêu thị may mắn phần dự đoán dành cho khán giả không? Dạ, hôm nào mà tới chủ nhật là tới 8 giờ là em lại bật TV lên coi. Chứ hôm nào em cũng tham gia chương trình đó. Và đây là lần đầu tiên bạn đã may mắn trúng thưởng. Và tôi biết rằng lúc này bạn rất là hồi hộp, rất là run đúng không? Bình tĩnh không có gì hết, bởi vì trò chơi này cực kỳ đơn giản. Bạn sẽ có cơ hội để tăng giải thưởng của mình từ 2 triệu đồng lên tới 5 triệu đồng. Nhưng cũng có thể giải thưởng của bạn chỉ còn 1 triệu đồng thôi. Bạn có chấp nhận tham gia trò chơi này không? Dạ có ạ. Bạn chấp nhận tham gia trò chơi này. Vậy trước tiên đây là chiếc bao thư với trị giá giải thưởng là 2 triệu đồng xin gửi bạn. Bây giờ bạn đang có trong tay 2 triệu và ở trên tay tôi còn 4 chiếc bao thư nữa. Trong mỗi bao thư này có những số tiền là 1 triệu, 3 triệu, 4 triệu và 5 triệu. Bạn có đồng ý đổi 2 triệu này lấy một trong 4 bao thư còn lại không? Dạ có ạ. Bạn đồng ý đúng không? Dạ. Vậy thì bạn muốn đổi lấy bao thư nào? Dạ em lấy cái bao thư này. Bạn lấy bao thư đó. Rồi bây giờ thì bạn cho tôi xin lại bao thư này. Và bạn giữ nhá. Dạ. Chắc chắn giữ cái này. Dạ. Bây giờ còn 3 cái. Dạ. Bạn muốn thử mở một cái nào? Em thử mở cái này đi. Thử mở cái này. Cái đầu tiên bạn muốn thử mở. Dạ. Cái đầu tiên mà bạn mở là 3 triệu đồng. Dạ. Như vậy là trong tay bạn rất có thể là 1 triệu hoặc 4 triệu hoặc 5 triệu. Dạ. Bạn có muốn đổi một cái đó lấy một trong hai cái này? Dạ không. Không đổi. Dạ không. Bạn bây giờ bạn muốn mở cái nào nữa? Mở cái này. Mở tiếp theo cái này. Dạ. Hay là đổi đi, đổi cái này đi. Có đổi không? Dạ không, dạ không. Đổi. Dạ. Cái này là 1 triệu. Như vậy là bạn chỉ còn một cái là 4 triệu hoặc là 5 triệu. Dạ. Quyết định rồi ạ. Quyết định là không đổi. Cái này 4 triệu, ít hơn cái này 5 triệu á. Dạ không ạ. Hỏi khán giả xem có nên đổi không? Khán giả ơi, cái nên đổi không ạ? Có đổi không? Dạ không. Nhất định không đổi. Bạn muốn xem cái nào trước? Dạ xem cái này trước. Rồi, xin mời bạn. Xin mời bạn. Số tiền dành cho bạn là 4 triệu đồng. 4 triệu đồng, xin được chúc mừng bạn. Tiếc quá nhở. Nếu mà không đổi cái này, đổi cái này có phải là được bao nhiêu đây? 5 triệu. Giá như mà bạn đổi cái này thì bạn đã được 5 triệu rồi. Nhưng mà không sao, giải thưởng 4 triệu cũng gấp đôi số giải thưởng mà bạn đã được nhận lúc đầu đúng không nào? Yeah. Như vậy là bạn cũng cực kỳ may mắn rồi, xin chúc mừng bạn. Yeah. Và giải thưởng dành cho bạn là 4 triệu đồng, xin chúc mừng bạn. Yeah. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là chúng ta đã thấy thêm một lần nữa một vị khán giả may mắn đã tăng số tiền thưởng của mình từ 2 triệu lên 4 triệu. Còn quý vị thì sao? Quý vị muốn có cơ hội này không? Hãy cùng đến với chương trình siêu thị may mắn nhé. Quý vị sẽ có rất nhiều cơ hội đấy. Xin được chúc mừng bạn Thảo, xin cảm ơn bạn. Yeah. Chắc hẳn lúc này rất nhiều quý vị khán giả đang muốn mình cũng sẽ may mắn như bạn Thảo, có mặt trong chương trình siêu thị may mắn để tăng giải thưởng của mình từ 2 triệu lên tới 4 triệu đồng đúng không? Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy tham gia với chương trình siêu thị may mắn ngay. Và bây giờ thì tôi sẽ đưa ra câu hỏi để quý vị cùng tham gia chương trình. Câu hỏi số 1 đó là: theo bạn, hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh có mấy chợ đầu mối nông sản? Có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 đó là 1, đáp án số 2 là 3 và đáp án số 3 là 5. Các bạn chọn đáp án mấy? Nhớ chỉ 1 mà thôi. Và dĩ nhiên còn câu thứ 2, có bao nhiêu người trả lời câu 1 giống như bạn? Câu hỏi đơn giản phải không nào? Vậy thì còn chần chừ gì nữa nhỉ? Hãy gọi về số 1900 1742, làm theo hướng dẫn của tổng đài, hoặc nhắn tin vào số 8313 với nội dung tin nhắn như sau: STMM khoảng cách, X khoảng cách, Y, trong đó X tương ứng với đáp án 1, 2 hoặc 3
và Y là số người dự đoán của bạn. Vô cùng đơn giản. Nào, nhanh lên, hãy gọi về cho chúng tôi để trở thành người chiến thắng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra hai thí sinh có mặt trong vòng thi tiếp theo. Họ đã có sản phẩm gì? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Xin được chúc mừng thí sinh có sản phẩm của công ty nhôm inox Kim Hằng. Và thí sinh thứ hai sẽ cùng góp mặt ở vòng thi này. Chúng ta cùng xem là ai đây. Xin chúc mừng thí sinh có sản phẩm lẩu Pisco, lẩu thứ thiệt. Xin mời hai thí sinh cùng bước về vị trí của người chơi. Và bây giờ cùng với thí sinh Nguyễn Hoàng đã là người chiến thắng ở vòng thi thứ nhất, có mặt ở vòng thi thứ hai, chúng ta sẽ cùng làm quen với hai thí sinh mới của vòng thi này. Xin mời các bạn hãy giới thiệu về mình. Xin mời chị. Tôi tên là Đặng Thị Ngọc Tuyền. Nơi công tác là Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận 3. Và tôi mong sự cổ vũ của tất cả các bạn dành cho ba chúng tôi. Chị Tuyền này, trong hồ sơ đăng ký thì chị nói rằng nghề nghiệp chị yêu thích nhất là giáo viên. Dạ. Và hiện nay thì chị đang làm việc tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên. Dạ. Và công việc của chị là một giáo viên hay là gì ạ? Dạ, công việc của tôi là một giáo viên. Là dạ. Một giáo viên, chị dạy bộ môn gì ạ? Dạy bộ môn sử. Dạy môn sử. Và ngoài ra thì ước mơ của chị lại muốn trở thành bác sĩ nữa. Tại sao lại có cái sự mâu thuẫn như vậy ạ? Là khi hồi nhỏ đó thì tôi thường được mẹ dẫn đi xem, rồi đi vào các bệnh viện làm. Hồi đó mẹ tôi cũng làm ở trong bệnh viện. Cho đó mà tôi quen và tôi có cái mong ước là như vậy. Nhưng mà sau đó thì cũng không có được như ước nguyện. Do đó mà tôi qua bên sư phạm. Vâng, và như vậy là chị là một cô giáo đào tạo ra các lớp học sinh đúng không? Dạ, nào đó dạ. Là một nghề cũng rất là cao quý đúng không? Dạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với thí sinh thứ hai ở vòng thi này. Xin mời chị. Xin kính chào các quý vị khán giả thân thương của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên là Nguyễn Thị Kim Lan, tôi đến từ 629 xe 12 Cách mạng tháng 8, quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi rất là vui sướng được tham gia chương trình Siêu thị may mắn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Đến với chương trình này thì tôi rất hy vọng là mình sẽ may mắn và mang về được nhiều niềm vui. Xin được sự cổ vũ của các quý vị và khán giả. Xin cảm ơn. Chị còn nói rằng một câu danh ngôn mà chị yêu thích đó là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng đúng không ạ? Vậy thì với sự biết người biết ta của chị đã thắng được bao nhiêu trận rồi, chị có nhớ không? Không nhớ được, nhưng mà trong công việc mình cũng đã thành công thắng rất nhiều đúng không? Dạ. Và hôm nay hy vọng rằng chị sẽ tiếp tục thắng ở trong chương trình Siêu thị may mắn nhé. Dạ, cảm ơn anh Bình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi thứ hai, trò chơi ai đoán hay thế. Và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những chiếc hộp bí ẩn của chúng tôi. Ở trong 5 chiếc hộp bên dưới kia sẽ có 5 sản phẩm và tôi sẽ đưa ra những thông tin lần lượt. Quý vị hãy đoán xem ở bên trong đó sẽ là những sản phẩm gì. Chúng ta sẽ bấm chuông để giành quyền trả lời. Ở gợi ý đầu tiên, nếu các bạn trả lời đúng, các bạn sẽ có 200 điểm. Nếu bấm chuông trả lời đúng ở lần gợi ý thứ hai, chúng ta sẽ có 150 điểm. Và nhấn chuông và trả lời đúng ở lần gợi ý thứ ba, chúng ta sẽ có 100 điểm. Nào, bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu khám phá những chiếc hộp bí ẩn của chúng tôi nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chiếc hộp đầu tiên, chiếc hộp số 1. Gợi ý đầu tiên được đưa ra, ở trong này là một dụng cụ làm đẹp không thể thiếu của phụ nữ. Nếu ai có câu trả lời thì bấm chuông giành quyền trả lời. Như vậy là xin mời chị sẽ trả lời trước, chị Tuyền. Yeah. Tôi xin đoán ở cái số 1, cái dụng cụ nội trợ của người phụ nữ. Đó là nhôm kim hằng. Nhôm kim hằng. Đây là một dụng cụ làm đẹp chứ không phải dụng cụ nội trợ. Câu hỏi đưa ra là dụng cụ làm đẹp. Như vậy là chị chưa trả lời đúng. Và như vậy chị bị mất quyền ưu tiên. Bây giờ sẽ còn hai thí sinh tiếp theo. Tôi sẽ đưa ra gợi ý thứ hai. Sản phẩm này được làm bằng inox. Anh Hoàng đã bấm chuông giành quyền trả lời. Xin mời anh.
Kiều Nghĩa à? Anh đoán là Kiều Nghĩa. Bây giờ chúng ta thử cùng nhau khám phá chiếc hộp số 1 nhé. Xin mời mở cho tôi hộp số 1. Kiều Nghĩa, sản phẩm làm bằng inox và thép chuyên dụng, đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ. Như vậy thì anh đã trả lời chính xác và anh có 150 điểm. Xin chúc mừng anh. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau khám phá chiếc hộp thứ hai. Gợi ý của hộp thứ hai, đây là một sản phẩm dinh dưỡng. Anh Hoàng lại tiếp tục bấm chuông giành quyền trả lời. Xin mời anh. Tôi đoán trong hộp thứ hai là bánh kẹo Phạm Nguyên. Bạn đoán là bánh kẹo Phạm Nguyên à? Bây giờ chúng ta thử khám phá xem hộp số 2 có phải là bánh kẹo Phạm Nguyên hay không nhé. Hãy mở cho tôi hộp số 2. Bánh cracker Oscar được bổ sung các dưỡng chất như calcium, DHA, có 4 hương vị. Sản phẩm cao cấp của công ty cổ phần bánh kẹo Phạm Nguyên. Xin chúc mừng bạn Hoàng. Bạn có 200 điểm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chiếc hộp thứ 3. Gợi ý của hộp thứ 3 như sau. Đây là một sản phẩm được sản xuất hoàn toàn từ dược thảo. Và một lần nữa, bạn Nguyễn Hoàng lại bấm chuông giành quyền trả lời. Xin mời bạn. Tôi đoán đó là Enco. Bạn đoán là Enco. Enco. Và câu trả lời của bạn chưa chính xác. Như vậy là bạn bị mất quyền ưu tiên ở lượt trả lời tiếp theo. Bây giờ tôi sẽ đưa ra gợi ý thứ hai. Gợi ý thứ hai, sản phẩm có dạng viên nang. Các bạn lưu ý, có thể chỉ cần trả lời sản phẩm, không cần trả lời chính xác tên thương hiệu của sản phẩm. Như vậy là gợi ý thứ hai các bạn vẫn chưa trả lời được. Gợi ý thứ ba như sau. Sản phẩm có tác dụng trị viêm mũi dị ứng và viêm xoang. Như vậy là hai thí sinh còn lại cũng không ai đưa ra câu trả lời. Bạn Hoàng thì đã mất quyền ưu tiên để trả lời rồi, nhưng mà bạn có muốn thử đoán không? Hãy mở cho tôi hộp số 3. Khang Minh Tỷ Viêm Nang, thuốc trị viêm mũi dị ứng, viêm xoang, sản xuất hoàn toàn từ dược thảo, hiệu quả điều trị cao, không gây buồn ngủ. Sản phẩm đạt huy chương vàng và danh hiệu dược phẩm an toàn vì chất lượng cuộc sống tại Hội chợ Y dược Phương Đông và Quốc tế 2007. Sản phẩm do công ty dược phẩm Khang Minh sản xuất và phân phối. Như vậy, chưa thí sinh nào trả lời được đúng ở hộp thứ 3 này. Bây giờ chúng ta khám phá tiếp hộp số 4. Gợi ý của hộp số 4 như sau. Đây là một loại thức ăn nhanh. Chị Tuyền đã bấm chuông giành quyền trả lời. Ở gợi ý thứ nhất, xin mời chị. Dạ, tôi xin đoán đó là mì vi ngon. Chị đoán là mì vi ngon. Và bây giờ thì hãy cho tôi biết trong hộp số 4 là gì nào. Mì ly ngon ngon, sản phẩm của Vi Phong với sợi mì dai, hương vị thơm ngon, đậm đà và có nhiều hương vị để bạn lựa chọn. Và như vậy chị đã có 200 điểm, xin chúc mừng chị Tuyền. Chúng ta còn một hộp cuối cùng, hộp thứ 5 mà chị Loan vẫn chưa trả lời một câu hỏi nào. Chị Loan cố gắng lên nhé. Tôi đưa ra gợi ý đầu tiên của hộp thứ 5. Đây là một dụng cụ sử dụng trong nhà bếp. Như vậy là chị Kim Loan đã bấm trước. Và xin mời chị Kim Loan hãy đưa ra đáp án của mình. Dạ, tôi chọn sản phẩm là nồi inox Kim Hằng ạ. Chị chọn sản phẩm là của công ty nhôm inox Kim Hằng, dạ, đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Bây giờ thì chúng ta hãy thử khám phá xem bên trong hộp thứ 5 có phải như sản phẩm chị đã đoán hay không. Hãy mở cho tôi hộp thứ 5. Chảo xi bóng Kim Hằng được sản xuất bằng nhôm hợp kim tinh chất tiêu chuẩn Hoa Kỳ, chịu nhiệt và truyền dẫn nhiệt tốt, kiểu dáng hiện đại, tay nắm mới lạ, độc đáo, tiện dụng. Sản phẩm luôn có mặt trong bếp ăn của mọi nhà. Như vậy thì chị đã đạt đúng sản phẩm của công ty nhôm inox Kim Hằng. Xin được chúc mừng chị Kim Lan với 200 điểm.
Sau phần thi này, các thí sinh của chúng ta đã có được những số điểm như sau. Chị Ngọc Tuyền có 700 điểm. Chị Kim Lan cũng có 700 điểm. Và anh Nguyễn Hoàng đã có số điểm là 850 điểm. Xin mời ba thí sinh cùng bước về sân khấu để nhận những giải thưởng của chương trình. Sau vòng thi này, các thí sinh của chúng ta đã có được những giải thưởng như sau. Chị Ngọc Tuyền và chị Kim Lan cùng được nhận giải thưởng trị giá là 700.000 đồng. Và anh Nguyễn Hoàng đã nhận được giải thưởng trị giá là 850.000 đồng. Ba thí sinh của chúng ta còn nhận được những phần quà của đơn vị tài trợ, đó là những sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Và anh Nguyễn Hoàng đã là người chiến thắng, tiếp tục bước vào vòng sau của chương trình Siêu Thị May Mắn. Xin chúc mừng! Quý vị khán giả thân mến, chắc hẳn quý vị đã nhận ra rất nhiều những thay đổi trong chương trình Siêu Thị May Mắn đúng không nào? Chúng tôi mong rằng sẽ thay đổi thật nhiều chương trình để mang lại cho quý vị những cảm giác mới lạ và thật nhiều niềm vui khi cùng đến với chương trình Siêu Thị May Mắn. Và bây giờ thì tôi lại nhắc lại rằng quý vị hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi để trả lời câu hỏi của chương trình và có cơ hội sở hữu những phần quà cực kỳ hấp dẫn. Và câu hỏi số 1 đó là: hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh có mấy chợ đầu mối nông sản? Có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 là 1 chợ, đáp án số 2 là 3 chợ và đáp án số 3 là 5 chợ. Các bạn chọn đáp án nào? Nhớ chỉ một mà thôi. Và dĩ nhiên còn câu thứ 2, có bao nhiêu người trả lời câu 1 giống như bạn? Hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi theo số 1900 1742, làm theo hướng dẫn của tổng đài hoặc nhắn tin vào số 8313 để trả lời câu hỏi của chương trình nhé. Và chúng tôi sẽ liên lạc với chủ nhân của số điện thoại chiến thắng vào buổi sáng thứ tư hàng tuần lúc 9 giờ tới 10 giờ. Chính vì vậy, quý vị hãy lưu ý vào chiếc điện thoại của mình trong buổi sáng thứ tư, đừng bỏ lỡ bất kỳ một cuộc gọi nào cả, vì rất có thể quý vị sẽ là người may mắn đấy. Còn bây giờ thì hãy nhanh tay gọi về cho chương trình để trở thành người chiến thắng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng 3 của chương trình và sẽ có hai thí sinh nữa cùng góp mặt trong vòng thi này. Họ đang có sản phẩm nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Xin chúc mừng thí sinh có sản phẩm Emco kem xóa nếp nhăn của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Và thí sinh thứ hai sẽ góp mặt ở vòng thi này đó là... Xin chúc mừng thí sinh có sản phẩm bánh bông lan kem solo của công ty bánh kẹo Phạm Nguyên. Như vậy là còn 3 thí sinh đang có những sản phẩm mật ong Việt Honey, võng xếp Trường Thọ và gối nệm Vạn Thành, là 3 thí sinh chưa tham gia bất kỳ vòng thi nào. Nhưng các bạn cũng sẽ được tham gia vào phần dự đoán rất thú vị trong vòng đặc biệt của chương trình. Các bạn hãy chờ đợi trong giây lát nhé. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là anh Nguyễn Hoàng lại một lần nữa là người chiến thắng và có mặt trong vòng thi tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với hai thí sinh mới của vòng thi này. Xin mời các chị hãy giới thiệu về mình. Xin mời chị. Kính chào MC Quốc Bình. Kính chào toàn thể quý vị khán giả của Siêu Thị May Mắn. Tôi tên Nguyễn Thị Kim Thảo, là nhân viên cổ phần của công ty Phú Thạnh. Xin quý vị hãy cổ vũ cho tôi. Bây giờ thì chúng ta cùng làm quen với bạn gái tiếp theo. Xin mời bạn. Dạ, xin chào MC Quyết Bình và các quý vị khán giả đang quay trong chương trình hôm nay. Mình tên là Nguyễn Thị Ngọc Phượng, mình tốt nghiệp khoa công nghệ sinh học trường Đại học Dân lập Văn Lang và rất vui được may mắn chơi. Xin cảm ơn. Bây giờ thì cả ba thí sinh của chúng ta sẽ cùng đến với trò chơi có tên gọi Ai Nhớ Hay Thế. Ở trò chơi này, các thí sinh của chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những sản phẩm được hiện trên màn hình. Sau đó chúng ta sẽ nhớ lại từng sản phẩm và kể tên ra. Với mỗi sản phẩm kể tên đúng, các bạn sẽ có 100 điểm. Và các bạn nhớ rằng chúng ta hãy bấm chuông để giành quyền trả lời về những sản phẩm này nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau hướng lên màn hình và cùng xem những sản phẩm của ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên đó là máy đo huyết áp tự động cổ tay Omron EW1. Sản phẩm thứ hai đó là sản phẩm kềm nghĩa. Ở tấm bảng thứ ba có hình quả dưa hấu, đó là sản phẩm của công ty nhôm inox Kim Hằng. Và ở chùm nho chúng ta sẽ xem đó là sản phẩm nào đây. Đó là sản phẩm của công ty Lý Phú Vinh, máy tính tiền điện tử. Ở trái dâu sẽ là sản phẩm nào?
trái dâu sẽ là sản phẩm của siêu thị nội thất Phố Sinh. Ở hình trái xoài, phía sau sẽ là sản phẩm nào đây? Đó là sản phẩm của công ty nệm Vạn Thành. Ở đằng sau trái chôm chôm sẽ là sản phẩm của công ty Bidrico. Sau trái đu đủ sẽ là sản phẩm nào nhỉ? Đó là sản phẩm Emco kem xóa nếp nhăn của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Và sau trái khế, đó là sản phẩm mì Phú Gia của Vi Phong. Như vậy là chúng ta đã được theo dõi cả 9 sản phẩm và chúng ta nhớ cả mặt trước mặt sau. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các sản phẩm này, xem những sản phẩm nào đang nằm ở sau những trái gì. Đầu tiên, trái dâu theo các bạn, đằng sau là sản phẩm gì? Anh Nguyễn Hoàng, xin mời anh. Phố Sinh ạ. Sau trái dâu, anh đoán là sản phẩm của Phố Sinh. Hãy mở cho tôi hình trái dâu. Chính xác, đó là sản phẩm của siêu thị nội thất Phố Sinh, là siêu thị nội thất hàng đầu Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm nội thất phù hợp với những ngôi nhà hiện đại. 100 điểm đầu tiên dành cho anh. Và bây giờ chúng ta cùng khám phá tiếp tục. Thứ hai là trái đu đủ. Anh Nguyễn Hoàng lại tiếp tục. Emco. Emco, kem xóa nếp nhăn. Mở cho tôi hình trái đu đủ. Đó chính là Emco kem xóa nếp nhăn và thâm quầng mắt, bào chế bằng tinh chất từ sữa và những tinh chất kết từ dược thảo, giữ được nét trẻ trung và tươi sáng cho khuôn mặt. Nguyên liệu ngoại nhập, sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Anh có thêm 100 điểm nữa, xin chúc mừng. Bây giờ thì sau trái chôm chôm là sản phẩm nào? Như vậy là bạn Ngọc Phượng đã bấm chuông giành quyền trả lời, xin mời bạn. Dạ là Bidrico. Bidrico, mở cho tôi hình trái chôm chôm. Chính xác, đó là sản phẩm của Bidrico. Nước giải khát Bidrico gồm nước yến, trà bí đao, sữa chua tiệt trùng Yobi, rau câu, nước tăng lực Red Tiger, nước ngọt có ga, được sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001 phiên bản 2000, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Bạn có 100 điểm, xin chúc mừng. Bây giờ thì đến trái măng cụt. Như vậy là chị Thảo đã giành quyền trả lời, xin mời chị. Kềm nghĩa. Chị đoán là kềm nghĩa. Hãy mở cho tôi trái măng cụt. Trái măng cụt đó là sản phẩm kềm nghĩa. Sản phẩm làm bằng inox và thép chuyên dụng, đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ. Xin chúc mừng chị có 100 điểm. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với sản phẩm nằm sau tấm hình trái khế. Như vậy là bạn Ngọc Phượng đã bấm chuông giành quyền trả lời, xin mời bạn. Dạ, mì Phú Gia. Mì Phú Gia. Hãy mở cho tôi hình trái khế. Mì Phú Gia, hương vị sung túc cho mọi nhà. Sản phẩm của Vi Phong, sợi mì dai, hương vị đậm đà, phù hợp với khẩu vị Việt. Như vậy là bạn cũng có 100 điểm nữa. Xin chúc mừng. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đến với hình ảnh của chùm nho. Xin mời anh... Lý Phú Vinh ạ. Anh đoán là Lý Phú Vinh. Và chúng ta hãy mở hình chùm nho. Hình chùm nho đó chính là máy tính tiền điện tử của công ty Lý Phú Vinh, thương hiệu hàng đầu Việt Nam về phân phối máy tính tiền. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau khám phá xem ở đằng sau trái xoài. Như vậy là chị Kim Thảo đã giành quyền trả lời, xin mời chị. Nệm Vạn Thành. Chị đoán là nệm Vạn Thành. Hãy mở giùm tôi ô trái xoài. Gối Vạn Thành, sản xuất 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên theo công nghệ Đức, khử mùi hoàn toàn, không bị xẹp lút. Chúng ta còn hai hình cuối cùng. Và bây giờ hãy cùng nhau khám phá sản phẩm đằng sau trái dưa hấu. Xin mời bạn Ngọc Phượng. Dạ, nhôm kim hằng. Bạn nói là nhôm kim hằng. Hãy mở giùm tôi. Chính xác, nhôm kim hằng. Sản phẩm luôn có mặt trong bếp ăn của mọi nhà, chất lượng cao, kiểu dáng hiện đại, sản phẩm đa dạng, là người bạn thân thiết của người nội trợ, 10 năm liền đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. Xin chúc mừng bạn có thêm 100 điểm. Bây giờ là sản phẩm cuối cùng, trái cam. Như vậy là bạn Ngọc Phượng tiếp tục bấm chuông trả lời trước và xin mời bạn. Dạ, máy đo huyết áp ạ. Máy đo huyết áp. Hãy mở giùm tôi hình trái cam.
đó chính là máy đo huyết áp tự động cổ tay Omron EW1, là sản phẩm của Omron Nhật Bản, gọn, nhẹ, độ chính xác cao, tiện lợi cho việc theo dõi huyết áp thường xuyên ở văn phòng và những nơi công cộng. Xin chúc mừng bạn có thêm 100 điểm. Như vậy là các thí sinh của chúng ta đã nhớ đủ cả 9 logo, 9 sản phẩm. Chúng ta hãy cùng nhau đến phần công bố số điểm dành cho các thí sinh. Sau vòng thi này thì các thí sinh của chúng ta đã có những số điểm như sau. Chị Kim Thảo đã có 700 điểm. Bạn Ngọc Phượng có 900 điểm. Và bạn Nguyễn Hoàng có 800 điểm. Xin chúc mừng các thí sinh. Và bây giờ xin mời các thí sinh cùng bước về sân khấu để nhận giải thưởng của hôm nay. Các thí sinh của chúng ta đã nhận được những số tiền thưởng như sau. Chị Kim Thảo có 700.000 đồng. Bạn Ngọc Phượng có 900.000 đồng. Và anh Nguyễn Hoàng có 800.000 đồng. Và ba thí sinh của chúng ta còn nhận được những phần quà của đơn vị tài trợ. Đó là những sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Bạn Ngọc Phượng đã là người chiến thắng ở vòng thi này. Và bạn Ngọc Phượng sẽ có mặt ở vòng thi đặc biệt của chương trình Siêu Thị May Mắn. Quý vị khán giả thân mến, khi theo dõi chương trình Siêu Thị May Mắn thì ai cũng mong muốn trở thành người may mắn của chương trình, đúng không nào? Thế nhưng cơ hội chỉ có một mà thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh chóng gọi về số 1900 1742, làm theo hướng dẫn của tổng đài, hoặc nhắn tin vào số 8313 để trả lời câu hỏi của chương trình. Và tôi xin nhắc lại câu hỏi của chương trình. Câu hỏi số 1 đó là: theo bạn, hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh có mấy chợ đầu mối nông sản? Có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 là 1 chợ, đáp án số 2 là 3 chợ và đáp án số 3 là 5 chợ. Các bạn chọn đáp án nào? Nhớ chỉ một mà thôi. Và dĩ nhiên còn câu thứ hai, có bao nhiêu người trả lời câu 1 giống như bạn? Những câu hỏi cực kỳ đơn giản, đúng không nào? Nếu như quý vị bỏ lỡ không nghe kịp câu hỏi thì có thể truy cập vào trang web www.cattiensa.com để biết tất cả những thông tin chi tiết về chương trình Siêu Thị May Mắn, kể cả câu hỏi của chương trình nữa. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục đến Siêu Thị May Mắn mang về những niềm vui. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta hãy dành những tràng tay thật lớn để cùng chào đón bạn Ngọc Phượng, người đã có mặt trong vòng đặc biệt của chương trình Siêu Thị May Mắn. Ô hay hôm nay vui sao trái tim hân hoan, không gian bao la thanh thang khắp Siêu Thị May Mắn. Trong tôi nghe sao lo âu đắng đo suy tư, ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi trong dùng. Hãy nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bông hoa tươi trong tim đỡ trên nụ cười. Siêu thị may mắn. Ô anh hôm nay vui sao trái tim hân hoan. Không gian bao la thanh thang khắp siêu thị may mắn. Trong tôi nghe sao lo âu đắng đo suy tư. Hãy nhanh tay mau chân giúp tôi chọn dùng. Ai ai nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bao hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Ai ai nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bao hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Xin cảm ơn những chàng trai của nhóm La Thăng đã chào mừng bạn Ngọc Phượng cùng với chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn Ngọc Phượng thân mến, như vậy là bạn đã biết được ở đằng sau ô cửa của chúng ta có những ô cửa 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Bây giờ thì bạn hãy cùng với tôi sẽ chọn những ô cửa may mắn của mình nhé. Xin mời bạn. Bạn Ngọc Phượng thân mến, lúc này trên sân khấu có 6 ô cửa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trong mỗi ô cửa này có các số điểm từ 300, 500, 2000, 3000. Một ô 3 số 0 là ô cửa bất ngờ và ô cửa đặc biệt là ô cửa 16000. Bạn dùng số điểm của bạn đang có hiện nay là 900 để đặt vào các ô cửa này. Bạn lựa chọn làm sao cho ô cửa nào đó thấp hơn số điểm bạn đang có.
Nếu mở ra đúng như vậy thì điểm của bạn sẽ được tăng gấp đôi. Và nếu như điểm cao hơn điểm bạn đang có thì điểm của bạn sẽ bị chia đôi. Bạn làm sao để tăng được số điểm của mình lên tới 5.000 điểm và bạn đặt đúng vào ô cửa đặc biệt thì bạn sẽ được nhận nguyên số giải thưởng đặc biệt. Giải thưởng đặc biệt dành cho bạn hôm nay có thể là một bộ sản phẩm của Alaska hoặc là một bộ sản phẩm massage thẩm mỹ trị giá tới 16 triệu đồng. Và bạn cũng có quyền ngừng cuộc chơi ở bất kỳ lúc nào để bảo toàn số điểm của mình. Bạn nhớ là nếu mà vào ô cửa 3 số 0 là ô cửa bất ngờ, điểm của bạn sẽ bị chia đôi và cuộc chơi sẽ ngừng lại ngay lập tức. Bạn hãy thận trọng nhé. Bạn hiểu luật chơi rồi đúng không nào? Dạ. Bây giờ thì bạn hãy dùng số tiền của mình đặt vào ô cửa nào đầu tiên đây? Dạ, em chọn ô số 1. Bạn chọn ô số 1, bạn có thể hỏi sự tư vấn từ phía quý vị khán giả. Quý vị khán giả có thể tư vấn cho bạn Phượng nên chọn ô cửa nào? Số mấy ạ? Một số thì nói là 3, một số nói thì 2. Bạn thì sao? Dạ, em chọn số 1. Bạn vẫn quyết định chọn số 1 đúng không? Bây giờ thì có 3 người chơi chưa được tham gia vòng thi nào ở bên dưới cũng sẽ được tham gia đoán ô cửa số 1 này. Theo các bạn thì trong ô cửa số 1 này là ô cửa bao nhiêu điểm? Các bạn đoán đúng thì giải thưởng sẽ thuộc về các bạn là 200.000 đồng. Xin mời 3 bạn. Tôi đoán ô số 1 là 2.000 điểm. Bạn đoán ô cửa số 1 là 2.000 điểm. Còn người thứ hai thì bạn đoán ô cửa số 1 là bao nhiêu đấy ạ? Mình đoán ô cửa số 1 này có là 3.000 điểm. Bạn đoán là 3.000 điểm. Và còn một người cuối cùng chưa tham gia trò chơi nào, bạn cũng có thể tham gia đoán. Bạn đoán ô cửa này bao nhiêu điểm? Mình đoán ô này 500 điểm. Một người đoán 500, một người đoán 2.000, một người đoán 3.000. Và bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá xem ô cửa số 1 là ô cửa bao nhiêu điểm nhé. Càng thấp càng tốt vì bạn Ngọc Phượng đang muốn như vậy mà. Hãy mở cho tôi ô cửa số 1. Bánh sô-cô-la kem Marshmallow Panderby sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Hàn Quốc, được bổ sung các dưỡng chất như calcium, DHA, sản phẩm cao cấp của công ty cổ phần bánh kẹo Phạm Nguyên. Số điểm trong ô cửa này là có 2 số 0 và tiếp theo 3 số 0. Rất là đáng tiếc, ngay ô cửa đầu tiên bạn đã lựa chọn sai rồi, đúng ô cửa 3 số 0. Như vậy thì cuộc chơi đã ngưng lại ngay lập tức và giải thưởng của bạn chỉ còn có 450 điểm mà thôi. Tức là tương ứng với giải thưởng 450.000 đồng. Không sao, bạn đã có rất nhiều niềm vui đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những ô cửa tiếp theo nhé. Bây giờ bạn muốn thử ô cửa số mấy? Số 3. Số 3. Hãy mở cho tôi ô cửa số 3. Tidol gói bột pha uống, hạ sốt nhanh cho trẻ em trong các trường hợp sốt do chích ngừa hay mọc răng sau khi cắt amidam viêm họng, với hương vị trái đào giúp các bé dễ dàng uống thuốc. Sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn của bác sĩ. Và số điểm của ô cửa này là 2.000 điểm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ô cửa số 2. Dầu nành tường an, không có cholesterol, tốt cho tim mạch. Tinh luyện từ dầu đậu nành nguyên chất, lưu giữ tối đa lượng vitamin A, vitamin E tự nhiên. Hoàng gia mì thịt bằm, sản phẩm tiên phong tại thị trường Việt Nam, sản xuất với công nghệ cao, có túi thịt hầm bên trong, đảm bảo an toàn vệ sinh và cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể. Ô cửa này có số điểm là 500 điểm. Đây là những ô cửa mà bạn nên mở lúc đầu tiên. Bây giờ thì bạn muốn mở ô tiếp theo là ô nào? Ô số 5. Ô số 5. Bây giờ tôi muốn hỏi quý vị khán giả đang theo dõi ở dưới, theo bạn ô số 5 sẽ là bao nhiêu điểm? Xin mời một bạn. Và xin mời bạn áo hồng. Theo em đoán ô cửa số 5 là 300 điểm. Bạn đoán ô cửa số 5 là 300 điểm. Chúng ta hãy cùng thử. Hãy mở cho tôi ô cửa số 5. Tủ đông Alaska, kiểu dáng hiện đại, block máy chất lượng cao, tiết kiệm điện năng, hàng nhập khẩu nguyên kiện. Và số điểm trong ô cửa này là 20.000 điểm. Đây là ô cửa đặc biệt. Như vậy là bạn gái vẫn chưa dự đoán đúng rồi, giải thưởng chưa thuộc về bạn. Bây giờ thì Ngọc Phượng muốn mở tiếp ô cửa nào đây? Dạ, em mở ô số 6.
bạn mở cửa số 6. Và bây giờ một cơ hội dành cho khán giả. Xin mời chị áo đen ạ. Vâng, xin mời chị hãy trả lời xem là ô cửa này là ô cửa bao nhiêu điểm? Đoán cái ô cửa số 6 sẽ là 3.000 điểm ạ. Chị đoán là 3.000 điểm. Dạ. Chị có thay đổi ý định không? Dạ không ạ. Nhất định là 3.000 điểm đúng không? Dạ. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau mở ô cửa số 6. Nệm lò xo vạn thành, nguyên liệu thép khung lò xo bằng hợp kim nhập từ Anh Quốc, độ đàn hồi cao, tạo cảm giác thoải mái, êm ái khi sử dụng. Và số điểm trong ô cửa này là 3.000 điểm. Xin chúc mừng. Như vậy là chị đã nhận được một phần quà từ đơn vị tài trợ, đó là những sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Xin chúc mừng chị. Và bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá tiếp ô cửa thứ tư. Ô cửa thứ tư, mở giùm tôi nào. Sofa da đỏ và bàn kiến gỗ sơn, mẫu thiết kế mới nhất năm 2008. Màu đỏ tạo nét sang trọng nhưng vẫn trẻ trung rực rỡ. Sản phẩm làm bằng da thật, tạo cho người ngồi cảm giác êm ái, thoải mái, thích hợp với những căn hộ hiện đại. Sản phẩm do siêu thị nội thất Phố Sinh phân phối. Và số điểm trong ô cửa này là 300 điểm. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá những sản phẩm của chương trình Siêu thị may mắn ngày hôm nay. Và bạn Ngọc Phượng chưa phải là người may mắn để sở hữu được những phần quà đặc biệt, nhưng bạn đã có thật nhiều niềm vui khi cùng đến đây với chúng tôi. Và bây giờ xin mời bạn cùng bước ra sân khấu để nhận giải thưởng của chương trình. Quý vị khán giả thân mến, chương trình Siêu thị may mắn tối hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và cũng xin gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng Emco kem xóa nếp nhăn của công ty dược phẩm Thiên Thánh đã tài trợ cho chương trình. Chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng thời trang Senti, thương hiệu máy tính Việt Nam T&H và công ty máy tính tiền điện tử Lý Phú Vinh đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.